Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt driver cho bộ bút bảng 9620, cho tải về giải nén. Sau đó click vào để mở ra, sau đó nhấn vào biểu tượng màu đỏ, icon của cái phần cài đặt màu đỏ hình cái bút đó, và ấn OK. Sau đó chúng ta nhấn vào ấn tiếp tục OK và ấn ở giữa làm theo cái video này của mình. Rất đơn giản thôi, nó không khó. Sau đó thì nó sẽ hiện ra một cái là hỏi allow, mình ấn OK, allow thì cho cài đặt. Rồi, ở đây chúng ta hỏi là có reset không, nhận không bên dưới biểu tượng số 2. Ấn OK. Thì mình sẽ tạm thời không reset lại máy. Và tiếp đến mình sẽ cài đến phần mềm scrolling để viết. Đây các bạn làm theo cách mình là install này. Sau chọn bên dưới này. Đấy, chọn OK, ấn yes. Ấn tiếp. Đó. OK. Cứ tương tự như vậy, cũng làm thế. Đấy. Cũng start. Ấn chọn bên dưới nha các bạn nha. OK, yes. Làm tương tự như cái kia thôi. Yes. Đó, và nó báo như là thành công, successful. Và chúng ta click ấn open chuột phải. Open. Chọn install. Làm theo đúng như cái video của mình. Rất đơn giản. Các thao tác các bạn nếu nhanh quá các bạn có thể dừng lại, tạm dừng lại. Các bạn có thể cài phần mềm Incodo miễn phí ở trên mà Microsoft Store dành cho Win 10. Đấy, còn đâu như SQLing dành cho Win 10 như này là OK. Còn Win 8, Win 7, Win 7, Win 8 trở xuống thì các bạn sẽ phải cần dùng phần mềm khác. Đó. Đây mình sẽ chọn cái chỗ để mình lưu được cho cái phần mềm SQLing. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách hướng dẫn sử dụng cách SQLing trong video khác của mình. Video mình sẽ dừng ở đây. Xin chào.